hai. Xin chào các bạn đến với kênh Đại Lâm Bùa Giờ. Mình là Vi Tào Lão, chào với đâu Trần Hoàng Đại Lâm Ba Lô Tà Ly. Đây là cặp đấu hứa hẹn nhiều kịch tính, ngang tài ngang sức. Đến trước màn đồng kính lâm là tem của Vĩnh Long, Trần Minh Tú, Nhật Tân và Thanh Bá cùng Hải Mén. Còn bên kia là tem nồng cốt cổ hậu tay Hoàng Long là Sệ Libero, Nhân Libero, Bi Dầu Tiên và Việt Canh. Đây là ba nhà đương kim du lịch của bóng chuyền xanh đang ở bên kia. Một pha chuyền hai quá khó vừa rồi, một pha xử lý quá hay của hai men. 2-1 nghiêng về cho tem Vĩnh Long. Cơ hội thanh bá kết thúc tốt của bóng gì rồi. Bi pha quá ngọt của Bi. Hai ba. Sau đó theo lưới điểm tay Vĩnh Long 4-2. 4-2. Vậy. Và kết thúc tốt của Việt Anh. 4-3-4. Ba bốn. Năm ba. Và kết thúc tốt của Bi. 4-5. Sáu bốn. Điểm cho Vĩnh Long 7-4. Điểm cho Vĩnh Long 8-4. Tỷ số hiện tại bây giờ là 5-8. Nhân Libero phát bóng. Và kết thúc tốt của hai men. Bạn biết bữa nay còn con biết con nào xỉu không? Tình hình người ta 10 giờ đêm chưa xong. Trong bóng chưa xong điểm cho Hồng Long 6-9. Đang ở ngoài Phước An cái giải 20 mấy này rồi. Phước An. Nhanh chậm đấy.
điểm cho Hoàng Long 7-9. Tỷ số tại giờ là 7-9 Hotel Hoàng Long. Quá hay cho nhân. Phản công cho Việt Anh. 8-9. Điểm cho Hoàng Long 8-9. Lại là cái bên trong quá hay cho sai. Đang tiếc cho bị vừa rồi. Hải mang đội điểm cho đội Vĩnh Long 10-8. Và kết thúc tốt của Bi. Kết thúc tốt, điểm cho đội Hoàng Long 9-10. Và chống trắng vừa rồi của Thanh Ba. Điểm cho đội 11-9. 11-9. Bi quá hay cho sải. Điểm cho Hồ Đen Hoàng Long 10-11. Pha rình rập quá hay của sải. Đội điểm cho Hồ Đen Hoàng Long 12-10. Mười ba tuổi. Bi bóng ngoài 11-13. Chống trắng quá hay, chuyền hai quá tuyệt vời. Điểm cho 14-11. Và kết thúc tốt của Bi 12-14. Lại là cái bên trồng cho hai mén quá tuyệt vời. 15-12. Kết thúc set thứ hai. Xin mời các bạn xem tiếp set thứ ba của cặp đấu này nha. Set 3 chỉ có 12 điểm thôi. Hiện tại bây giờ là 13 giờ chiều. Nắng lại lên rồi, sân đang ráo lại. Cái này đang có mút cho nhanh lắm, mút thấm này. Mút nhanh lắm, tại cạo vậy. Mút ngồi dẻ không được nhanh. Xin mời hai đội thực phẩm BNT và đội phòng công ty cơ động của mình. Xét sau là đội thực phẩm ba cây tre của Lê Văn Liện.
hai con tăm không tay hai tay.